Các bạn đang nghe truyện ta mới một tuổi nghịch tập hệ thống cái quỷ gì trên kênh TV Audio CV. Chương 138, có lẽ không tin đâu, một. Đúng lúc Trần Dật vận sức chờ phát động, định tặng dịp lân một món lễ vật lớn, thì sự tình khu vực phụ cận trường sinh kiều bị, thập phương hung sát đại trận, bao phủ đã nhanh chóng truyền đến phủ thành Giang Nam. Toàn bộ Giang Nam phủ nghe tin liền hành động. Giang Nam phủ doãn trình công minh lập tức hạ lệnh, hướng bốn phía truyền tin không chỉ truyền tin cho huyền giáp quân đóng ở gần giang nam phủ mà còn thông qua con đường khẩn cấp tấu trình lên triều đình trọng điểm là liên lạc trực tiếp với tả tướng tạ tỉnh báo cáo việc này đó là một bức tranh sơn thủy trên núi có một bóng người nhỏ bằng ngón tay được vẽ bằng mực thời điểm trình công minh dùng hạo nhiên chi khí của mình bao phủ bức tranh liền nhìn thấy bóng người đó động đậy sau đó khuôn mặt nhìn về phía sơn thủy quay lại thần sắc sống động như thật giống như người thật công minh nhà, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Tiên sinh, Giang Nam Phủ có một nhóm tà ma đến, ý đồ đoạt lấy trận nhãn của trận pháp mà ngài đã bố trí trước đây, thi thể hạng bạc. Học sinh không biết nếu trận pháp có sơ suất sẽ gây ảnh hưởng gì đến Giang Nam Phủ. Giang Nam Phủ Doãn Trình Công Minh là học sinh của tạ tỉnh, nói hắn được tạ tỉnh một tay nâng đỡ cũng không quá. Vì vậy, đối mặt với vị tả tướng trên triều đình này, hắn nói chuyện trực tiếp hơn nhiều so với các quan viên khác. Không có ảnh hưởng gì người trong tranh nở nụ cười, giọng nói sáng tỏ không giống như lão giả bình thường, mà giống một văn sĩ trung niên. "Ngươi không cần để ý đến trận pháp, tận lực bắt giữ những tà ma kia là được." Học sinh cảm tạ tiên sinh. Lời còn chưa dứt, Trình Công Minh liền nhìn thấy bóng người ở bên trong bức tranh đã mất đi thần thái, lại quay đầu nhìn về phía sơn thủy. Trong lòng của hắn đã nắm chắc, liền không chút chần chừ, truyền lệnh cho người chuẩn bị ngựa, hắn muốn đích thân đi giám sát trận chiến việc tà ma gây rối, có thể lớn có thể nhỏ. Trước đây hắn còn nghĩ lấy thủ dạ ti làm chủ, tiêu diệt những tà ma đó từ trong trứng nước, nhưng bây giờ chỉ có thể cố gắng cứu vãn. Không đề cập đến sắp xếp của Trình Công Minh, lúc này bên trong Giang Nam Phủ đã có rất nhiều người đi đến trường Sinh Kiều. Có người muốn đi xem trận chiến, có người nghĩ đến nghỉ hiệp, cũng có người muốn xem có thể kiếm chút lợi lộc gì không. Bên trong khách điếm hữu lai, Lý Tùng nhận thấy động tĩnh bên ngoài, cũng bảo người mở một cánh cửa sổ mang đến hai chiếc ghế bập bên cùng lão y sư bên cạnh nhìn ra xa thế nào ta đã nói rồi động tĩnh ngoài thành chỉ càng ngày càng lớn lát nữa chắc chắn sẽ có không ít người giang hồ cần cứu chữa lão lý à ta đã khuyên ngươi từ lâu đừng suốt ngày ở trong nhà nghiên cứu những y thư đó thỉnh thoảng cũng nên mở mắt nhìn thế đạo này một chút ngươi y thuật tinh thâm đến đâu chẳng phải cũng để cứu người sao như trận đại chiến này ngươi không ra xem làm sao duy trì y quán, lão giả bên cạnh râu tóc đều trắng, nhưng khuôn mặt không quá già nua, da dẻ hồng hào, căng miệng. Lão liếc nhìn Lý Tùng, hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ ai cũng giống như ngươi rơi vào hố tiền sao? Dù sao ngươi cũng là danh sĩ giang hồ, đừng có tục như vậy. Nếu là trước đây, trận đại chiến gần ngay trước mắt như vậy, ngươi chắc chắn sẽ xông lên đầu tiên, sao bây giờ càng sống càng thụt lùi, Lý Tùng nhấp một mụn trà, chậm rãi nói, không thể nói như vậy, thời thế khác nhau ta đã rút lui khỏi giang hồ, quản những chuyện phiền phức này chẳng phải là vô ích sao, hơn nữa ở đó có nhiều hậu bối giang hồ, những tà ma ngoại đạo đó không làm nên trò trống gì, ta rất tin tưởng bọn hắn. Ồ. Nói nghe xem, có những ai? Lý Tùng cười nhẹ, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy tên đệ tử tông môn từng đến khách điếm, trong lòng không khỏi cảm thán. Sóng lớn cuốn cát, giang sơn thay đổi, nhân tài xuất hiện. Đừng úp úp mở mở, lão y sư thấy hắn không nói tức giận thổi râu trừng mắt, cẩn thận ta lập tức trở về, ngươi không kiếm được một xu. Nhìn ngươi kìa, lại nóng nảy như vậy rồi sao? Lý Tùng Từ trong ngực lấy ra hai cuốn sách đưa qua. Cho ngươi, cho ngươi, hậu bối giang hồ đều ở trên này. Tất nhiên, cũng có nhiều người không có tên trên đó. Ví dụ như vị thiếu niên Thái Hư đạo tông trước đây một kiếm tu dám rút kiếm đối đầu với đại tu sĩ tứ phẩm, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Không đề cập đến phản ứng bên trong giang nam phủ, trước mắt Trần Dật cùng với Giang Vân Nghi, Diệp Lân đã có chút lo lắng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy, thập phương hung sát đại trận, xuất hiện xung quanh trường sinh kiều, trong lòng hắn càng thêm tức giận, hận không thể mắng to tân khắc hải một trận. Hắn không hiểu. Hoan hỷ Phật, nhạc lạc chỉ là một thể tu, làm sao có thể ở bên trong thiên la đại trận, khiến một trận tu như tân khắc hải không thể tập trung chú ý hắn. Tân khắc hải, còn không đưa ta vào thiên la đại trận, Diệp Lân vừa điều khiển lưỡng nghi nhận tấn công, ác cốt, chút cương, vừa rút ra trường kiếm bên hông, cố gắng chống đỡ quyền pháp của hắn. Nhưng kiếm đạo của hắn chỉ đạt đến tiểu thành, chưa lĩnh ngộ được kiếm ý của bản thân, chân nguyên cho dù mạnh, quy lực kiếm khí cũng có hạn. Hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp cho một thể tu giống như chút cương. Diệu hóa tiên môn cũng chỉ có vậy. Chúc Cương chỉ dùng một tay đã không sợ Nguyệt Đao tấn công, thân hình thẳng tắp lao về phía Diệp Lân, tay kia còn có thể chặn lại kiếm khí của hắn. Có thể thấy, hắn đối chiến với Diệp Lân dễ dàng đến mức nào. Đường đường là nhi tử của Diệp Ninh Tu, xếp thứ 15 trên thiên kiêu bản, vậy mà lại không chịu nổi một kích. Diệp Lân nghiến răng, khuôn mặt tuấn Mỹ âm nhu lộ ra vẻ căm hận. Cả đời này hắn ghét nhất là người khác nhắc đến phụ thân hắn. Nhiều lúc, bọn hắn chỉ dùng một câu đơn giản như vậy đã phủ nhận toàn bộ nỗ lực của hắn. Dường như cả thế giới chỉ nhớ đến phụ thân Diệp Ninh Tu của hắn, chỉ biết đến trưởng giáo diệu hóa tiên môn câm miệng diệp lân gầm lên một tiếng linh khiếu toàn thân hiện ra chân nguyên hóa lỏng như ánh sáng chảy qua tứ chi bách hài tiên nguyên chỉ lộ thiên nhân hợp nhất diệp lân thần sắc nghiêm mị bấm niệm đạo quyết một tay bấm ra bốn đạo phù chú sau đó hợp ngón thành kiếm ấn lên thân kiếm phù sinh như mộng nhân gian thương hải thỉnh tôn giáng thân ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời phù chú màu vàng kim giữa tráng phát sáng cột sáng chói mắt bắn thẳng lên trời một bóng dáng mờ ảo từ trên trời giáng xuống, toàn thân bao phủ bên trong ánh sáng mờ khiến cho người ta không thể nhìn rõ chân dung. Chỉ biết rằng hắn một thân mặt giáp, tay cầm bảo kiếm, cúi đầu như đang nhìn xuống thế gian này. Thời điểm hắn hạ xuống, cột sáng lại phủ thêm một lớp ánh sáng vàng, xua tan sự bao phủ của thập phương hung sát đại trận xung quanh. Khiến thân ảnh của Diệp Lân cùng với ác cốt, chút cương hiện ra trong mắt đám người giang hồ bên ngoài đại trận. Đây là thỉnh thần pháp của Diệu Hóa Tiên Môn, ngay cả thỉnh thần pháp của Diệu Hóa Tiên môn cũng đều dùng đến, đây là muốn liều mạng rồi sao? Lão Thiên, may mà thân pháp của lão tử còn chưa luyện đến nơi đến chốn, nếu không cũng bị giam cầm bên trong đại trận kia rồi. Thời điểm đám người giang hồ đến quan chiến đang cảm thấy may mắn, Trần Dật cùng với Giang Vân Nghi ở cách Diệp Lân không xa cũng đang chú ý đến sự biến đổi trên người hắn. Trần Dật nhìn thân ảnh bên trong ánh sáng chậm rãi hòa thành một thể với Diệp Lân, hỏi: "Hắn đang dùng pháp môn gì, truyền thừa hạch tâm của Diệu Hóa Tiên môn?" đăng thiên đạo mật truyền thần gián thuật. Khác với sự bình tĩnh của Trần Dật, Giang Vân Nghi vào thời điểm trả lời, trong lòng cũng có chút may mắn. May mà Diệp Lân cách thiên la đại trận khá xa, không bị ảnh hưởng bởi thần gián thuật. Nếu không, tình cảnh thê thảm của Tân Khắc Hải cùng với nàng và Trần Dật sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Lúc đó, nàng muốn ra tay với Diệp Lân chắc chắn là không thể. Nhưng hắn không thể duy trì trạng thái này quá lâu, nhiều nhất chỉ có một khắc trần dật gật đầu thời điểm nhìn thấy diệp lân sử dụng thần gián thuật cùng với ác cốt chút cương tiếp tục giao chiến hắn mới rời mắt một khắc sau mời hắn tiến vào đại trận trên khuôn mặt tuyệt mỹ của giang vân nghi lộ ra một nụ cười như một làn gió xuân trong mùa đông giá rét tiền bối yên tâm vân nghi nhất định cẩn thận không gây ra phiền phức cho tiền bối ừ trần dật nhìn nàng một cái trong lòng thầm nghĩ nàng cứ gọi hắn là tiền bối sau này nếu phát hiện tuổi thật của hắn không biết sẽ có phản ứng gì nghĩ đến lúc đó biểu cảm của nàng chắc chắn sẽ rất đặc sắc phân tâm một chút ánh mắt của trần dật liền rơi vào trên người văn nhân hồng đã đi đến phụ cận trường sinh kiều văn nhân hồng không biết hắn đang bị theo dõi sau khi đến trường sinh kiều hắn liền theo vị trí mà trận quỷ sầm vũ đã nói trước đó bắt đầu bận rộn nhưng hắn không phải là trận tu dù biết vị trí cũng rất khó đào ra thi thể hạng bạc làm trận nhãn. Bắt đầu đi. Theo lời văn nhân hồng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Bọn hắn toàn thân bao phủ bên trong áo choàng đen, mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Văn nhân trưởng giáo, đừng quên những gì ngươi đã hứa trước đó. Tất nhiên. Văn nhân hồng còng lưng, khuôn mặt hồng hào không phù hợp với cơ thể yếu ớt, cười đáp một câu, sau đó nhường chỗ, để hai người áo đen bắt đầu phá trận. Tất cả những cái này đều được Trần Dật ở bên trong Thiên La đại trận nhìn thấy. Hắn nhìn Văn Nhân Hồng với khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi cảm thán. Văn Nhân Hồng cũng là một người đáng thương. Khổ công mưu tính một trận, tưởng rằng có thể mượn thi thể hạng bạc để tăng tiến tu vi, nhưng không ngờ Tả tướng Tạ Tỉnh đã sớm bố trí hậu chiêu. Cuối cùng, hắn vẫn là công cốc. Một nén hương nhanh chóng trôi qua đừng nhìn thần gián thuật của diêu hóa tiên môn mà diệp lân thi triển có thanh thế lớn nhưng cũng chỉ khiến uy lực kiếm đạo của hắn tăng lên đến đại thành so sánh tổng thể thực lực của hắn chỉ vừa đủ đạt đến mức ngang bằng với ác cốt chúc cương yếu yếu quá chúc cương toàn thân đầy sát khí cơ bắp cuồn cuộn như thép thời điểm huy quyền lực đạo rất lớn đủ để chấn động mấy chục trượng xung quanh mặc dù lúc này trên người hắn có nhiều vết thương nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da không hề làm tổn thương đến xương cốt của hắn. Thần giáng thuật của ngươi so với Diệp trưởng giáo vẫn còn kém xa, nếu là Diệp trưởng giáo, ta đã chạy từ lâu rồi. Nhưng cũng phải thôi, ngươi tự tu luyện chưa đến nơi đến chốn, thực lực không đủ mạnh, tiên tôn được thỉnh đến cũng khó mà phát huy. Diệp Lân lộ vẻ mặt không cam lòng, mất đi sự gia trì của thần giáng thuật, hắn lại rơi vào thế hạ phong, chân nguyên bên trong thân thể cũng đã tiêu hao gần hết nếu không phải hắn có vài món pháp khí bên mình, e rằng đã sớm mất mạng. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy ấm ức hơn cả chính là lời chế giễu của ác cốt, chúc cương, khiến hắn khó chịu vô cùng. Tân Khắc Hải, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Diệp Lân không kìm được, hướng về phía thiên la đại trận bên kia mắng to. Hắn vốn không hy vọng gì, chỉ là phát tiết cơn giận, không ngờ ngay sau đó liền nhận ra trước mắt lóe lên, xung quanh đã không còn bóng dáng của ác cốt người đâu chúc cưng nhìn diệp lân đột nhiên biến mất nhận ra là do đại trận trước đó không kìm được chửi rủa hoan hỷ phật ngươi cũng chỉ là thứ vô dụng mắt thấy lão tử liền có thể làm thịt tên tiểu tử kia thời điểm mấu chốt bên ngươi lại xảy ra vấn đề mẹ nó mà biến hóa này lại khiến cho diệp lân vô cùng vui mừng lửa giận bốc lên liền lập tức tan biến hơn phân nữa tân trưởng lão tha thứ sư điệt trước đây không ờ lời chưa nói hết Diệp Lân đột nhiên cảm thấy đau nhói dưới bụng, ngơ ngác nhìn xuống, chỉ thấy một mũi kiếm xuất hiện ở trong đan điền của hắn. Ngay sau đó, kiếm khí bùng phát, xé nát toàn bộ khí hải đan điền của hắn. Không, không phải như vậy ai, là ai? Không đợi Diệp Lân quay đầu nhìn lại, liền cảm giác sau cổ đau nhói, biểu cảm dữ tợn trên mặt đông cứng lại, cả người ngất đi. Trần giật nhìn hắn ngã xuống, bình tĩnh thu kiếm vào vỏ. Đánh lén một võ giả linh khiếu cảnh tứ phẩm đã cạn kiệt chân nguyên, hơn nữa còn không có nhiều phòng bị, thực sự không có gì đáng nói. Trần Dật quay đầu nhìn Giang Vân Nghi, ra hiệu cho nàng xử lý chuyện tiếp theo. Tiền bối, đa tạ. Không đợi Giang Vân Nghi nói xong, Trần Dật liền ngắt lời, đây chỉ là giao dịch, nhớ kỹ những gì ngươi đã hứa trước đó. Giang Vân Nghi suy tư một lúc, lại trịnh trọng hành lễ. Tiền bối yên tâm, Vân Nghi tuyệt đối không để việc này liên lụy đến ngài. Nói xong, nàng không do dự rút ra con dao găm mang theo bên mình, đâm vào Diệp Lân. Một nhát, hai nhát trần giật ngẩng ra, hiểu được ý đồ của nàng, liền không để ý nữa. Nếu Giang Vân Nghi muốn có, tính vật, này, thì hắn tự nhiên vui vẻ chấp nhận, dù sao cái này cũng coi như là bảo vệ hắn. Trần giật lại nhìn tình hình xung quanh trường sinh kiều, cũng như đám người đang đến bên ngoài, thập phương hung sát đại trận. Hắn nhìn thấy tôn chính thu, Trình Vân Phỉ cùng những nữ ni của hàng sơn phái đang nhận thấy người của thủ dạ ti không biết dùng cách gì đã hội hợp với đệ tử bá đao môn, đặc biệt là đoạn chấn đông với khuôn mặt đầy giận dữ. Cũng nhìn thấy hai người bên cạnh văn nhân hồng đã tìm được trận nhãn, lấy ra thi thể hạng bạc bên trong. Nhìn đến đây, Trần Giật suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, thả ta ra khỏi đại trận. Bởi vì Văn Nhân Hồng đã lấy được thi thể vô dụng kia, phản ứng tiếp theo chắc chắn sẽ đến. Hắn phải chuẩn bị trước vâng không biết từ khi nào trên mặt giang vân nghi đã chảy ra hai hàng nước mắt nhưng thời điểm nghe thấy trần dật ra lệnh nàng vội lau khô nước mắt cùng với vết máu trên tay tiếp đó nàng đánh ra hai đạo phù chú khiến bóng dáng trần dật xuất hiện bên ngoài thiên la đại trận bất quá ngay tại thời điểm trần dật định rời khỏi đại trận đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một luồng khí tức kinh khủng cùng với đó là tiếng gào thép thê lương tuyệt vọng của văn nhân hồng tạ tỉnh ta cùng bái thần tông không đội trời chung với ngươi không biết văn nhân hồng đã làm gì khiến cả mặt đất rung chuyển như có thứ gì đó đang va chạm dưới lòng đất không chỉ phạm vi của thập phương hung sát đại trận mà còn lan đến phương hướng giang nam phủ thành nhìn thấy tình cảnh này biểu cảm trên gương mặt trần dật càng trở nên nghiêm túc bởi lúc này hắn đột nhiên phát hiện thiên la đại trận xung quanh cũng bị dao động này ảnh hưởng nhanh ném dịp lân ra ngoài không đợi Giang Vân Nghi vẫn đang ngẩn người chưa kịp hành động, Trần Dật nhanh chóng rút ra xuân vũ kiếm, hất Diệp Lân bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài đại trận. Làm xong hết thảy, hắn liền nhìn thấy một cái đầu dữ tợn lớn hơn 20 trượng, từ dưới thân Diệp Lân trồi lên. Hơn nữa nó vẫn giữ miệng hướng lên trên, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ ở đây. Ngay sau đó, cái đầu đó khép miệng lại, hàng trăm chiếc răng nanh sắc nhọn, nuốt trọn Diệp Lân vào trong. Trần Dật không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn chỉ lo lắng sau khi thiên la đại trận xung quanh biến mất, sẽ khiến những việc hắn cùng với Giang Vân Nghi đã làm bị lộ ra. Nhưng không ngờ lại khiến cho Diệp Lân mất mạng. Ta nói, Vân Nghi tiên tử, khả năng Diệp trưởng giáo tin tưởng sư huynh ngươi đã hy sinh anh dũng để chống lại yêu ma là bao nhiêu, Giang Vân Nghi hoàng hồn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Có lẽ, là không tin đâu bất quá, lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng khiến trần dật không cách nào nghĩ nhiều. Hắn nhìn yêu ma bên ngoài trận pháp, nhanh chóng so sánh với ký ức trăm năm chém giết, hồi tưởng lại huyết mạch cùng với yếu điểm của yêu ma. Huyết lân yêu, sau khi trưởng thành có thể sánh ngang với đại tu sĩ tam phẩm thiên hợp cảnh, thân hình có thể đạt đến ngàn trượng, lân giáp trên người có sức phòng ngự lực kinh người. Con này rõ ràng chưa trưởng thành, thực lực nhiều nhất có thể sánh ngang với tu sĩ tứ phẩm linh khiếu cảnh. Mà yếu điểm của nó ở chỗ nghịch lân dưới hà một trượng, cần kiếm khí bốn trượng mới có thể đánh nát hạch tâm trong đó. Nghĩ đến đây, khóe miệng trần giật khẽ nhếch lên. Cùng với những tu sĩ chém giết, hắn còn cần một chút cẩn trọng cùng với thăm dò, nhưng đối chiến cùng với yêu ma, hắn lại có chút thuận buồm xuôi gió hơn. Đặc biệt là những yêu ma xuất hiện bên trong ký ức sau khi hắn đạt đến kiếm đạo đại thành, hắn đã sớm nắm rõ yếu điểm cùng với năng lực của chúng. Nói hắn hiện tại là một, chuyên gia giết yêu, cũng không quá. Gào con huyết lân yêu sau khi hiện thân, nút chững dịp lân, há miệng ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét mà người triệu hồi nó ra, văn nhân hồng thì lách mình đến trên đầu nó, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy hận ý, một đôi mắt đỏ như máu, biểu cảm giữ tận quét nhìn xung quanh. Ngay cả chút cương suýt chút nữa mất mạng trong miệng huyết lân yêu, thời điểm chạm phải ánh mắt của hắn cũng phải nuốt lại câu chửi thề trong miệng, chỉ thầm nguyền rủa lão yêu quái văn nhân hồng thất thường này. Giết, giết hết tất cả mọi người ở đây, văn nhân hồng đứng trên đầu huyết lân yêu, dậm chân. Con huyết lân yêu hiểu ý hắn, há miệng nở một nụ cười khổng lồ cùng dữ tợn trong một hơi thở nó đột nhiên lao về phía thiên la đại trận nơi trần dật đang đứng thân hình nhỏ hơn đầu một chút tứ chi mở rộng hai móng vuốt trước vung ra ồ không ngờ ở đây còn có trận pháp do người khác bố trí văn nhân hồng chú ý đến động tác của huyết lân yêu cười nham hiểm chết đi cho bản tọa tất cả đều chết ha ha nếu bản tọa không lấy được thứ mình muốn thì người ở đây còn có ích gì đều chết, đều chết, đều chết, bên cạnh, ác cốt, chúc cương nhìn thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng nhắc nhở, văn nhân trưởng giáo, nhạc lạc vẫn còn ở bên trong đại trận đó, đáng tiếc, văn nhân hồng không nghe lời hắn, để mặc cho thân hình khổng lồ của huyết lân yêu đập xuống. ầm, uhm, hai móng vuốt trước của huyết lân yêu vung xuống, móng vuốt sắc bén tỏa ra yêu khí ăn mòn thiên la đại trận, trên trận pháp hiện lên một vòng phù chú. Theo một cuối cùng với chạm mãnh liệt, những phù chú đó lập tức vỡ nát hơn phân nửa, khiến huyết lân yêu cùng với văn nhân hồng cười điên cuồng. đúng lúc này từ trong trận một bóng dáng chỉ bằng móng vuốt của huyết lân yêu trong chớp mắt lướt qua nó cùng với văn nhân hồng xuất hiện giữa không trung. ai? gào huyết lân yêu cùng với văn nhân hồng đều kinh ngạc thời điểm nhận ra điều bất thường trước mắt đã bị bao phủ bởi một mảng đỏ thẫm. đến lúc này bọn hắn mới nhìn thấy một đạo kiếm khí từ đại trận dưới chân bọn hắn lóe lên. kiếm khí đó quấn quanh sát ý đỏ thẫm mang theo kiếm ý kinh khủng, lướt qua cổ họng của cả hai. Nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế huyết lân yêu cùng với văn nhân hồng chỉ nhìn thấy tàn ảnh của đạo kiếm khí kia mà thôi. Ngay khi trần giật xuất hiện sau lưng bọn hắn, kiếm ý ngưng tụ trên xuân vũ kiếm đã chém giết cả hai. Kiếm nhị cực quan, trần giật nhẹ nhàng đáp xuống đất, thu kiếm vào vỏ, xoay người nhìn huyết lân yêu cùng với văn nhân hồng đầu một nơi thân một nẻo, thần sắc bình tĩnh. Giống như thời điểm hắn trọng thương diệp lân trước đó, vào lúc hắn hữu tâm tính vô tâm không ai có thể chống đỡ được kiếm đạo sát phạt của hắn trừ phi thực lực vượt xa hắn chân nguyên ngưng tụ hộ thân hoặc là đại tu sĩ của thể tu nhất mạch nếu không dưới một kiếm tụ có kiếm ý sát phạt đến cực điểm này đều sẽ chết ngay tại chỗ đến lúc này huyết lân yêu cùng với văn nhân hồng một yêu nhân một yêu ma mới ầm ầm ngã xuống suýt chút nữa khiến cho chúc cương bên cạnh chứng kiến tất cả trợn tròn hai mắt chúc cương ngây ngốc nhìn trần giật giơ tay chỉ vào hắn. Ngươi ngươi ngươi, ngươi giết văn nhân hồng của bái thần tông không đúng, ngươi trước đó không phải đang chém giết với lão đầu điên sao, lão điên đâu rồi, chúc cương có chút lắp bắp, đừng nhìn hắn là một tà ma ngoại đạo. Nhưng một kiếm vừa rồi của Trần Dật thực sự quá kinh thế hải tục, kết quả chiến đấu thiếu chút nữa khiến cho hắn tâm thần sụp đổ. Mặc dù trước đó hắn không thích cách làm của Văn Nhân Hồng không quan tâm đến an nguy của người mình, nhưng không thể phủ nhận Văn Nhân Hồng không phải dễ dết như vậy, đặc biệt là dưới thân hắn còn cưỡi một con huyết lân yêu có thực lực sánh ngang với tứ phẩm. Tổ hợp như vậy đừng nói tứ phẩm cảnh, cho dù là đại tu sĩ tam phẩm thiên hợp cảnh đến đây, cũng không thể giống như trần giật một kiếm giết gọn như vậy chứ, nếu muốn biết, ta có thể miễn phí đưa ngươi đi gặp hắn. Trần giật liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản nói. Tất nhiên, hắn nói vậy chỉ là để uy hiếp chút cương mà thôi. Dù sao, một kiếm vừa rồi đã tiêu hao gần hết chút huyền cương chi khí còn lại của hắn đánh thì không thể đánh nữa, nhưng chạy thì có lẽ không thành vấn đề. Nếu lúc này Trúc Cương ra tay với hắn, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, mà thôi. Cũng may Trúc Cương không phải lão đầu điên, hắn chỉ có thân thể cường hãn, thân pháp lại kém cỏi. Giang Vân Nghi tự nhiên hiểu ý của Trần Dật, vội vàng điều khiển trận pháp bao phủ con huyết lân yêu. Lúc này, nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là nhất định không thể để Diệp Ninh Tu phát hiện Diệp Lân. Khốn kiếp, Chúc Cương chửi một câu, cũng không biết là chửi trần giật, hay chửi văn nhân hồng xui xẻo. Tóm lại, lời còn chưa dứt, hắn đã sải bước chạy về phía văn nhân anh cùng với những người khác ở xa. Vừa chạy, hắn vừa hét lên, rút lui, mau rút lui, văn nhân trưởng giáo đã chết. Nếu chúng ta không đi, đều sẽ chết ở đây, thấy vậy, trần giật nhếch miệng, kính đáo ra hiệu với Giang Vân Nghi bên trong thiên la đại trận, sau đó đuổi theo Chúc Cương. Văn nhân hồng đã chết, Huyết Lân Yêu đã chết, nhưng Diệp Lân cũng đã chết. Chỉ cần Giang Vân Nghi không ngốc, nên biết lúc này phải làm gì. Còn về phần hắn, dù sao cũng phải làm bộ làm tịch một chút, nếu không chút cương cùng với văn nhân anh liên thủ, cũng sẽ gây phiền phức cho sư tỷ của ta. Trần giật nghĩ vậy, cũng làm như vậy. Nhưng hắn vừa động, liền khiến cho, ác cốt, chút cương giật mình, gần như đem toàn bộ tiềm lực của bản thân, chạy nhanh về phía văn nhân anh cùng với những người khác lão tử chạy trước, lần sau gặp lại, còn văn nhân anh đang chém giết với chim hồng tụ cùng với liên tâm, nghe thấy lời nhắc nhở của Trúc Cương, nhìn thấy văn nhân hồng đã đầu một nơi thân một nẻo, thân thể không khỏi khựng lại. Phụ thân ngay khoảnh khắc tiếp theo, yêu khí quanh người nàng bùng nổ, từ hai chiếc đuôi sau lưng, đột một mọc ra một cái thứ ba. Thần sắc của nàng không còn là vẻ quyến rũ như trước, cả người giống như một yêu ma thực sự, dữ tợn đáng sợ. Văn nhân cô nương, mau rút lui đi. Sầm Vũ lúc này đã cảm nhận được những gì xảy ra bên trong thập phương hung sát đại trận, không để ý đến những thứ khác, điều khiển trận pháp ẩn giấu thân hình của vài người. Đồng thời khuyên nhủ, văn nhân cô nương, kẻ giết văn nhân trưởng giáo chắc là kiếm tu vừa chém giết với lão điên, lúc này hắn đang tiến về phía này. Đừng trách bần đạo không nhắc nhở, nếu không đi chúng ta đều sẽ chết ở đây, không đợi văn nhân anh trả lời, ở xa, chu tứ nương cũng làm giống như chút cương, trực tiếp lao về phía xa bọn hắn vốn dĩ bởi vì lợi ích mà đến lúc này mọi chuyện đã ngã ngủ không đi thì còn có thể làm gì ở lại chỉ khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm chẳng có chút lợi ích nào xin lỗi văn nhân cô nương lần sau bái thần tông có nhiệm vụ thích hợp thì gọi lão nương nhé sầm vũ thấy vậy cắn răng không quan tâm đến văn nhân anh nữa cũng lặng lẽ rời đi hắn là người bố trí thập phương hung sát đại trận muốn dép chim hồng tụ cùng với những người khác có thể khó nhưng muốn chạy thì dễ như trở bàn tay. Đến lúc này, Văn Nhân anh dường như mới tỉnh lại. Nàng nhìn Trần giật đang đuổi theo sau chút cương, đôi mắt tràm đầy sát ý, hận không thể nuốt chửng máu thịt của hắn. Nhưng một tia lý trí cuối cùng đã nhắc nhở nàng, cách ứng phó của Sầm Vũ, chút cương cùng với Chu Tứ Nương mới là đúng đắn nhất. Nghĩ đến đây, Văn Nhân anh cuối cùng nhìn Trần giật một cái thật sâu, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong tâm trí, sau đó cũng quay người rời đi thậm chí nàng không thèm để ý đến kiếm chiêu của chim hồng tụ đang chém tới. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang lướt qua. Thân thể văn nhân anh chỉ khựng lại một chút, sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên vài phần, thân hình linh hoạt lướt về phía xa. Bất kể ngươi là ai, ta thề, kiếp này tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, chim hồng tụ nhìn theo bóng lưng nàng, lại nhìn vết máu trên mặt đất, không khỏi quay đầu lại nhìn trần giật đang tiến tới. Trong lòng nàng rất kinh ngạc trước đó nàng còn nghĩ cùng với liên tâm pháp sư liên thủ giải quyết trận quỷ sầm vũ để giải trừ thập phương hung sát đại trận bao phủ mọi người không ngờ phong vân biến đổi chưa kịp ra tay bên kia trần giật đã giết văn nhân hồng của bái thần tông buộc văn nhân anh cùng với những người khác phải rút lui không sao chứ đại sư tỷ bất quá thấy trên người bọn hắn ngoài vài chỗ y phục rách nát không có vết máu nào trần giật cũng biết mình hỏi thừa một câu hắn nhìn bóng lưng văn nhân anh cùng với những người khác đang chạy trối chết khẽ nhếch miệng nếu không phải bởi vì tu vi hiện tại của hắn còn quá thấp tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng để cho bọn hắn rời đi như vậy ngươi làm thế nào mà được chim hồng tụ dò hỏi văn nhân hồng cho dù có bị thương cũng không phải là người mà ngươi có thể giải quyết trong thời gian ngắn trần giật cười cười nâng thanh kiếm trong tay lên sau đó nói đánh lén chim hồng tụ cùng với liên tâm nhìn nhau trong lòng không nói nên lời hai chữ đánh lén nghe có vẻ đơn giản nhưng muốn thành công cũng không dễ dàng như vậy bất quá hai người nghĩ đến kiếm đạo sát phạt của trần dật vượt xa tu vi lập tức cảm thấy hợp lý hơn nhiều còn một tin tốt nữa nói rồi trần dật kể về việc thi thể hạng bạc làm trận nhãn không có thi sát chim hồng tụ mỉm cười thảo nào văn nhân hồng trước đó tức giận như vậy hóa ra là bị tạ tướng chơi một vố liên tâm chắp tay bình tĩnh nói, nhân quả tuần hoàng, bái thần tông làm nhiều việc ác, sớm muộn gì cũng diệt vong. Trần giật nhìn nàng một cái, không nói gì. Lần này hắn giết không ít người. Ngoài mấy người của bái thần tông cùng với, lão đầu điên, phong thiền, còn gián tiếp giết dịp lân, nhi tử của trưởng giáo diệu hóa tiên môn. Nếu thật sự có nhân quả tuần hoàng, thì hắn chắc chắn phải xuống địa ngục. Liên tâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bình tĩnh bổ sung một câu, Trần sư đệ giết người cứu người, tự nhiên sẽ lên cõi cực lạc. Trần giật trong lòng âm thầm chửi rủa. Vị liên tâm pháp sư này quá biết nguyền rủa người khác. Hắn còn chưa thành thân với tiểu nha đầu, còn chưa khai chi tán diệp, sao có thể nguyền rủa hắn xuất gia chứ? Lúc này, thập phương hung sát đại trận, không còn sầm vũ điều khiển, sương mù trong trận dần tan đi. Chim hồng tụ nhìn thấy tôn chính thu, trình vân phỉ cùng với những người khác đang chờ ở xa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm đi thôi trước tiên tụ hợp với trình sư muội bọn hắn trần dật đáp lời nhanh chóng đuổi theo sau nhưng hắn không biết vết máu thịt còn sót lại sau khi giết phong lão điên cũng biến mất cùng với trận pháp hai ngày sau tin tức tà ma ngoại đạo tấn công giang nam phủ mưu đồ cướp thi thể hạng bạc lan truyền khắp nơi như gió trong đó không chỉ có tin giang nam đại hiệp tô bạch mặt bị văn nhân hồng của bái thần tông ám hại còn có tin diệp lân nhi tử diệp ninh tu của diệu hóa tiên môn một mình đối đầu với văn nhân hồng cùng với huyết lân yêu Càng có tin trần dật Đệ tử kiếm phong sơn của Thái Hư Đạo Tông Với kiếm đạo đại thành viên mãn Chém giết lão đầu điên phong thiền Văn nhân hồng cùng với huyết lân yêu Có thể nói Lần này gian nam phủ bị tà ma ngoại đạo tấn công Người nổi danh nhất chính là trần dật Cùng với đó Chuyện hắn xuất thân từ Vũ An Hầu Phủ Ở Kinh Đô Từng có danh hiệu Tiểu Kiếm Tiên Cũng được nhiều người biết đến Trong một thời gian ngắn Danh tiếng tiểu kiếm tiên trần dật vang dội khắp giang hồ sự nổi bật của hắn còn lấn ác cả hai người nằm trong thiên bản là chim hồng tụ cùng với liên tâm chứ đừng nói đến tôn chính thu cùng với những người khác về cái này sau một ngày thích ứng trần dật không còn để ý đến nữa tiểu kiếm tiên gì đó quen là được so với cái này trần dật quan tâm hơn chính là phản ứng của diệu hóa tiên môn về cái chết của diệp lân nhưng đợi hai ngày cũng không thấy ai đến tìm hắn cho đến khi Giang Vân Nghi đến, nói lời từ biệt, hắn mới biết phản ứng của Diệu Hóa Tiên môn trong hai ngày qua. Tiền Bối hãy cẩn thận, nghe người trong môn nói, Diệp trưởng giáo không có bất kỳ phản ứng nào về cái chết của Diệp Lân. Nhưng Vân Nghi hiểu rõ con người ông ta, chỉ sợ rằng lúc đó Trần Dật chỉ cười, còn an ủi nàng một câu, bảo nàng trở về Diệu Hóa Tiên môn, sau này có cơ hội sẽ liên lạc lại. Nếu vị Diệp trưởng giáo đó lúc này không gây khó dễ, sau này có đến tìm, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì vết nhỏ, sau đó vết lớn, nhưng điều khiến Trần Dật cảm thấy kỳ lạ là thân phận của hắn đã sớm được truyền ra sau trận đại chiến này. Sao Giang Vân Nghi vẫn một mực gọi hắn là Tiền Bối, bên ngoài hữu lai like khách điếm. Chim Hồng tụ, Trần Dật cùng những với người khác vẫy tay chào từ biệt các ni cô của Hành Sơn phái, coi như kết thúc nhiệm vụ ở Giang Nam phủ lần này. Chim nữ hiệp, lần sau nếu đến Giang Nam phủ, có thể báo trước cho ta hữu lai khách điếm nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon cùng với món ngon cho ngươi lý tùng đứng ngoài khách điếm tươi cười nhìn mọi người chắp tay nói Kim hồng tụ đáp lễ cười nói lý lão tiền bối quá khách sáo những ngày qua đã làm phiền mong được lượng thứ nói ra cũng thật ngại ban đầu bởi vì trận ước chiến giữa giang nam đại hiệp tô bạch mặt cùng với môn chủ bá đao môn đã thu hút rất nhiều người trong giang hồ đến giúp hữu lai khách điếm kiếm được một khoản lớn nhưng không may trần dật đã phá vỡ kế hoạch của lão điên phong thiền khiến trận ước chiến kia không thành người giang hồ đến xem tự nhiên rời đi khiến cho hữu lai khách điếm ít khách hơn hẳn không cần để ý chúc mọi người thuận buồm xuôi gió lý tùng tiễn chim hồng tụ cùng với những người khác rời đi trên mặt vẫn nở nụ cười trong lòng lại cảm thán không thôi đều là những hậu bối đơn thuần đáng yêu nếu bọn hắn biết hữu lai khách điếm nhân lúc đại chiến ngoài thành cùng với lão y sư chi đôi, kiếm được một khoản tiền lớn chắc sẽ không đến mức tức giận mắng hắn là gian thương nghĩ. Lý Tùng nghĩ vậy, ánh mắt lại rơi vào trên người trần giật, nụ cười trên mặt thu lại vài phần. Từ xưa sống sau đẩy sống trước, sống trước chết trên bãi cát. Chỉ là lần này sống sau, dường như đến có chút sớm lúc này, một tiểu nhị chạy tới, tay cầm hai cuốn sách mới tin. Chưởng quầy, thiên kiêu bản có biến động, ồ, Lý Tùng nhận lấy, trực tiếp mở cuốn bì bạc, thiên kiêu bản địa bản chỉ thấy ở vị trí đầu tiên của trang đầu, chữ vàng nổi bật viết, tiểu kiếm tiên, trần giật. Quả nhiên là hắn, ha ha, mùa đông khắc nhiệt bên trong kinh đô phủ so với những năm trước thì tốt hơn một chút. Ngoại trừ mấy ngày trước có tuyết rơi, khiến hai huyện trường lạc cùng với vĩnh niên phủ đầy tuyết trắng, trong ngoài hoàng thành vẫn uy nghiêm như cũ. Đối với vị ngụy hoàng cao cao tại thượng, các châu phủ không có thiên tai nhân họa, biên giới không có chiến sự, chính là những năm tháng tốt đẹp nhất nhất là vào thời điểm yêu đình bên trong thập vạn đại sơn bên ngoài bắc hùng quan không tiến xuống phía nam thì vận khí của toàn bộ đại ngụy chỉ có thể ngày càng thịnh cả mỗi buổi triều sớm cũng không có nhiều chuyện phiền lòng khiến ngụy hoàng lo lắng có việc lên tấu lưu cao đứng dưới bậc thang bên ngoài long tọa hét lớn không có việc thì bãi triều thần có tấu tả tướng tạ tỉnh đứng đầu văn thần bước vài bước ra khỏi hàng thần sắc nghiêm túc chấp tay nói ngày hôm trước gia nam phủ có yêu nhân gây loạn chính là do bái thần tông cùng với một số tà ma ngoại đạo gây ra. Thần xin tấu lên thánh thượng, từ nay thanh trừng các môn phái giang hồ, lấy đó răng đe, ngụy hoàng cao cao tại thượng, mặt long bào tím vàng, đội mũ đỉnh, nhìn quanh các quần thần im lặng, không khỏi cười một tiếng. Bái thần tông là bái thần tông, môn phái giang hồ là môn phái giang hồ. Tạ tỉnh bên trong lời nói lại còn chơi chữ, khiến ông muốn xem phản ứng của những người khác. Mọi người nói xem, lời của tạ tướng thế nào, Lời này vừa dứt, hơn phân nửa đội ngũ văn thần bước ra, đồng loạt tán thành tấu chương của tạ tỉnh, yêu cầu triều đình xuất binh chỉnh đốn các môn phái giang hồ, để nâng cao uy nghiêm của đại ngụy. Nhưng cũng có vài vị võ hầu, quốc công phản đối, đặc biệt là Trấn Bắc Vương Đỗ Thanh cùng với Trấn Nam Vương Công Giả Gia Hồng phản đối kịch liệt nhất. Môn phái cùng với tà ma ngoại đạo không thể đánh đồng, lời của tạ tướng, thần không dám đồng tình, Đỗ Thanh hừ một tiếng, phải biết rằng những năm trước ngoài Bắc Hùng Quang có chiến sự, đệ tử các môn phái nhiều lần trợ giúp sao có thể vì một mình bái thần tông mà nhắm vào tất cả các môn phái huống chi hiện nay trong triều đình các đại thần đều có hậu duệ bái vào các môn phái học nghệ nếu đối với môn phái nói đến đây đỗ thanh dừng lại ánh mắt nhìn về phía văn thần trong lòng hiểu ra liền chuyển giọng nói cái này nhi tử của của thái bình đỗ thanh im lặng một lúc cho đến khi lưu cao nhắc nhở hắn mới vội vàng lật xem những trang sau rồi đưa cuốn sách cho trấn nam vương bên cạnh trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh, thậm chí còn có chút hối hận. Bản vương cũng thật hồ đồ, lúc đầu sao không gửi thư cho Thái Bình, để Lâm Hàng Tùng kia giành trước. Lúc đầu, Đỗ Thanh đã để phu nhân đến Vũ An Hầu, muốn để Đỗ Nghiên cùng với Trần Dật đính hôn. Kết quả là Trần Thái Bình từ Bắc Hùng Quang gửi thư về, nghiêng về phía nữ nhi của Khánh Quốc công Lâm Hàng Tùng, Lâm Tuyết Như. Bây giờ nhìn lại, Đỗ Thanh chỉ cảm thấy hối hận vô cùng còn công giả gia hồng bên cạnh thì bình tĩnh hơn nhiều sau khi xem xong hiểu được ý của ngụy hoàng liền chắp tay chúc mừng lâm hàng tùng khánh quốc công chúc mừng lâm hàng tùng biểu cảm lạnh nhạt nhìn hắn một cái sau đó liền nhìn thấy những người khác sau khi xem xong thiên kiêu bản cũng đều chúc mừng mình trong lòng có chút nghi hoặc thời điểm tận mắt nhìn thấy cái tên trên bản mới hiểu rõ nguyên do lâm hàng tùng nhìn tên trần dật đứng đầu thiên kiêu bản khóe miệng nở một nụ cười nhưng không đáp lễ mà quay sang chúc mừng Trần Lập Đức của Vũ An Hầu Gia, Vũ An Hầu Sinh được một nhi tử thật tốt, ha ha. Lời này vừa ra, trong đầu những người tinh ranh bên trong đại điện cũng dần hiện lên một hình ảnh. Nhi tử của Vũ An Hầu Trần Thái Bình, lại có liên quan đến Khánh Quốc Công Lâm Hàng Tùng, chẳng phải là Trần Dật, còn Trần Lập Đức cũng có chút suy đoán, nhưng không thể hiện ra, cho đến khi thấy danh sách, hắn mới cười lên. Giật Nhi đã làm rạng danh Trần Gia Ta, là phúc của Kinh Đô Phủ, càng là phúc của Đại Ngụy nói hay lắm ngụy hoàng nghe xong liền đứng dậy ngẩng cao đầu cười nói nhi tử của vũ an hầu trần dật với khí thế lăng vân chém giết tà ma ngoại đạo đáng làm tấm gương cho thiếu niên đại ngụy nói rồi hắn ra hiệu cho lưu cao truyền chỉ phu nhân của vũ an hầu hạ uyển uyển biết cách dạy nhi tử ban thưởng các quần thần thấy hắn vui mừng như vậy cũng không ai dám khiến hắn mất hứng ngay cả tả tướng tạ tỉnh người trước đó chủ trương chỉnh đốn các môn phái giang hồ sau khi xem thiên kiêu bản cũng hoàn toàn im lặng. Lúc này, triều đình đại ngụy quả thật vẫn cần võ đạo để hưng quốc. Bất quá, việc để giang hồ phát triển mạnh mẽ, các môn phái lớn mạnh cuối cùng cũng không bền vững, cần phải có giới hạn nhất định. Không chừng, cuối cùng các học phủ thánh địa cũng phải trở thành một phần của các môn phái, chẳng mấy chốc, những gì xảy ra trong triều đình đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh đô phủ. Khiến người dân trên các con phố nhớ lại chuyện hưng võ học phủ năm trước. Danh tiếng, tiểu kiếm tiên, trần giật lại một lần nữa vang dội. Còn tại Vũ An Hầu Phủ, thời điểm Hạ Uyển Nguyễn nhận được thánh chỉ, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Vừa vui mừng vì thành tựu của Trần Dật, vừa lo lắng vì hắn còn quá trẻ đã bước chân vào giang hồ. Càng lo lắng hơn khi hắn nổi danh quá sớm, sau này sẽ gặp nhiều rắc rối. Uyển Nguyễn muội muội, vui vẻ một chút. Chu Uyển Nghi bình tĩnh xem xong quá trình tuyên chỉ, an ủi, Dật Nhi hiện tại thực lực vô cùng xuất chúng, tin tưởng sau này thành tựu nhất định sẽ không tầm thường. Quyển Nghi nói đúng, lão phu nhân Trần Gia cũng nở nụ cười, giật nhi có thiên tư như vậy, là phúc của Trần Gia chúng ta, nên vui mừng mới phải. Thêm nữa, thánh thượng ban thưởng chỉ là một phần, lão thân đây cũng không thể để ngươi thiệt thòi. Hạ Uyển Nguyễn, Nguyễn vội vàng hành lễ, sau một hồi cảm ơn, cũng nở nụ cười. Đừng ngẩn ra nữa, Thái Bình không có ở đây, trong nhà còn có chúng ta. Lập tính, lập đức chuẩn bị một chút, mở tổ từ, để các tổ tiên cùng cao hứng với tin tốt này. Theo lời của lão phu nhân, toàn bộ trần gia, từ chi chính đến chi phụ, đều bắt đầu bận rộn. Sau một ngày bận rộn, Hạ Uyển Nguyễn trở về phương hoa viên, có lục la theo hầu bên cạnh. Phu nhân, giật nhi bây giờ thật không tầm thường. Lúc ta đi mua sắm ở Đông Thị, những lão bản kia nhìn thấy ta, đều nhiệt tình hơn so với lúc trước rất nhiều. Hạ Uyển Nguyễn trên mặt vẫn vui mừng, dặn dò, đi lấy giấy bút, ta muốn viết thư báo tin này cho phu quân. Còn bộ y phục mới cũng phải may, bây giờ từ thiên kiêu bản đã biết được dáng vẻ của giật nhi, vừa hay làm lại một bộ kích cỡ phù hợp. Còn nữa, Hạ Uyển Nguyễn không chú ý, Tiểu Ngọc Kiếm trên cổ tay dường như biết nàng đang làm gì, tức giận lắc lư. Tiểu Ngọc Kiếm, hết rồi, không còn nữa, kẻ xấu không đáng giá, chuyện ở Giang Nam Phủ, Ký Châu Phủ ở gần đó biết sớm hơn một chút. Còn Thái Hư Đạo Tông, thánh địa của các môn phái giang hồ, đã nhận được tin ngay sau khi sự việc xảy ra. Đặc biệt là chủ mạch Thái Hư Phong. Các đệ tử trên Thái Hư Phong đều biết rõ chi tiết về cuộc tấn công của tà ma ngoại đạo ở Giang Nam Phủ, cũng như cách ứng phó của chim hồng tụ cùng với Trần Dật. Trong đó, đương nhiên bao gồm cả vị chân truyền tiêu huyền chân của Thái Hư Đạo. Bất quá, vào thời điểm nàng biết Trần Dật một kiếm chém chết lão đầu điên phong thiền cùng với trưởng giáo bái thần tông, nàng liền ngây ngốc suốt nửa ngày tiểu kiếm tiên đã thành sự thật. Trước là tiểu kiếm tiên của Kinh Đô Phủ, sau là tiểu kiếm tiên của Thái Hư Đạo Tông, bây giờ lại nổi danh giang hồ, thiên hạ đều biết. Tiêu huyền chân nhớ lại lúc trần giật đến bái sư, đến nay mới chỉ 2 năm, kiếm đạo của hắn đã đạt đến viên mãn. Nhưng chính vì điều này, lại càng khiến cho nàng vừa ngây ngốc vừa có chút xấu hổ. Tên xấu xa kia rõ ràng có tu vi kiếm đạo mạnh như vậy, thời điểm tỷ đấu với ta vậy mà lại không hề biểu lộ ra ta hiểu rồi hắn chắc chắn sợ nếu dùng hết sức ta sẽ không dám thách đấu hắn nữa không thể nào hừ kiếm đạo đại thành kiếm ý viên mãn thì đã sao đợi ta tu luyện thái hư bác pháp đến đại thành lúc đó nhất định sẽ mạnh hơn hắn tiêu huyền chân vô thức bỏ qua việc trong lúc nàng nâng cao thực lực kiếm đạo của trần dật cũng sẽ tiến bộ nàng chỉ nghĩ đến việc nhất định phải lấy lại thể diện cũng khiến cho trần dật nếm trải mùi vị thất bại còn có tiểu tuyết như tiêu huyền chân nghĩ đến lâm tuyết như ngoan ngoãn nghe theo lời trần dật không ra khỏi cửa chỉ một lòng tu luyện trong lòng không khỏi càng thêm tức giận tu luyện là vì bản thân làm gì có ai vì lời căn dặn của người khác mà tu luyện nghĩ vậy nàng lập tức ra khỏi cửa đến một tiểu viện yên tĩnh không xa tìm thấy lâm tuyết như đang tu luyện thái hư bác pháp chỉ thấy tiểu nha đầu thân hình như gió trong lúc di chuyển khôn nhu pháp khảm thủy pháp, đoài trạch pháp phối hợp với nhau, trông có vẻ mềm mại như nước, nhưng thực ra thế lực đạo liên miên không dứt, có sự lý giải độc đáo của riêng mình. Điều này, tiêu huyền chân hiểu rõ. So với sự mạnh mẽ của chấn lôi cùng với càng nguyên mà nàng am hiểu, lâm tuyết như thiên về sự mềm mại của khôn nhu pháp cùng với khảm thủy pháp. Dù sao, việc tu luyện thái hư bát pháp cũng sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người mà có sự khác biệt. Giống như phụ thân nàng tiêu hoàng cùng với cổ thiên cương cũng vậy tiêu sư tỷ tỷ đến từ lúc nào vậy lâm tuyết như tu luyện xong lau mồ hôi trên trán cười hỏi vừa mới đến không lâu tiêu huyền chân quan sát nàng một lúc đoán nàng vẫn chưa nhận được tin tức từ bên ngoài liền cười nói lâm sư muội võ đạo cần có sự điều độ mỗi ngày tu luyện tất nhiên là tốt nhưng cũng cần chú ý nghỉ ngơi hay là sư tỷ dẫn muội đi dạo quanh các đỉnh khác muội đến thái hư phong đã lâu cũng chỉ mới đến kiếm phong sơn cảnh sắc trên các phong khác cũng rất đẹp lâm tuyết như cẩn thận giữ khoảng cách với nàng cười nói không cần đâu sư tỷ giật ca ca nhất định sẽ sớm trở về núi đợi huynh ấy trở về muội muốn để huynh ấy thấy võ đạo của muội đã tiến bộ mặc dù nàng không hiểu rõ cái gọi là ngốc nghếch mà trần giật nói nhưng nàng nhớ kỹ phải giữ khoảng cách với tiêu huyền chân tiêu huyền chân thấy nàng nói vậy trong lòng thầm mắng trần giật quá giỏi lừa gạt lâm sư muội nhưng lâm tuyết như không muốn đi nàng cũng không ép buộc chỉ tiếp tục ở lại đây nói về những chuyện khác chẳng hạn như những ngày trần dật ở kiếm phong sơn cùng với việc hắn hòa hợp với các sư tỷ sư muội chẳng hạn như trần dật sau khi xuống núi chắc chắn sẽ rất phong lưu còn gặp gỡ nhiều hiệp nghĩa khác nhau hoặc là nếu trần dật không muốn trở về không thể nào lâm tuyết như nói với vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có chút căng thẳng nhìn tiêu huyền chân nói giật ca ca nhất định sẽ trở về tiêu huyền chân ngẩn người trong lòng có chút rõ ràng ranh giới của nàng vừa định mở miệng tiếp tục liền nhìn thấy hai người từ xa chạy tới là đỗ ngạn thanh cùng với đỗ nghiên hai người cũng thân thiết với tên xấu xa đó chưa kịp để tiêu huyền chân mở lời đỗ nghiên đã vẫy vẫy cuốn sách bạc trong tay từ xa hô lớn như như mau lại đây có tin tức của giật ca ca rồi a à, lâm tuyết như vui mừng vội vàng chạy tới còn xa xỉ sử dụng khôn nhu bộ cái này khiến cho tiêu huyền chân cảm thấy rất không thoải mái bất quá thời điểm nàng nhìn thấy cuốn sách bạc trong tay đỗ yên liền cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ, nàng mới nhớ ra, đó là cuốn Thiên Kiêu Bản Địa Bản mà nàng đã từng thấy trước đây. Nếu nhớ không lầm, lần đầu tiên nàng nhìn thấy mình chỉ được xếp hạng 10, suýt chút nữa đã xé nát cuốn sách đó. Sau đó, nàng còn ra lệnh không cho các sư huynh xuống núi mà những thứ hào nhán như vậy lên núi nữa. Không ngờ lại thấy cuốn Thiên Kiêu Bản này ở đây. Chẳng lẽ, ba người bên kia không biết tiêu huyền chân đang nghĩ gì, Bọn hắn ghé đầu lại trước cuốn sách, mở trang đầu tiên sau đó liền chăm chú đọc. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tuyết như mừng rỡ không thôi. Hạng nhất thiên kiêu bảng, giật ca ca thật là lợi hại, đúng vậy, lần này giật ca ca xuống núi, thật sự rất oai phong. Đỗ Ngạn Thanh cũng cảm thán nói. Đương nhiên rồi, giật ca ca kiếm đạo đại thành, kiếm ý viên mãn. Đỗ Nghi nói xong cũng không quên chọc vào ca ca mình, bực bội nói, hơn hẳn một số người không biết cầu tiến đỗ ngạn thanh liên tục cầu xin cho ta chút thể diện đi thật sao vậy nói xem những ngày qua xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy ngươi ở thái hư phong làm gì ta ta đều tại vĩnh niên hắn nhờ ta hỗ trợ luyện khí nghe cuộc trò chuyện của ba người lâm tuyết như tiêu huyền chân liền dừng lại không nhận được đứng dậy tiến lại gần tiểu kiếm tiên trần giật một kiếm xuất thiên hạ biết tiêu huyền chân sững sờ tại chỗ trong lòng chỉ có một ý nghĩ xoay quanh lần này tên xấu xa đó thật sự nổi danh thiên hạ rồi. Còn thứ hạng của nàng, cũng rất khỏi 10 người đứng đầu, Lâm Tuyết như không biết suy nghĩ của nàng, ngây thơ hỏi, tiêu sư tỷ giật ca ca của mỗi xếp thứ nhất thiên kiêu bản, rất lợi hại đúng không, tiêu huyền chân hoàng hồn, lập tức ngẩng đầu, bước ra ngoài. Cũng bình thường thôi. Hơn nữa nói chính xác, trần giật vẫn chưa phải là hạng nhất thiên kiêu bản, hắn chỉ là hạng nhất địa bản thôi. Trên đó còn có thiên bản nữa, đúng vậy, trần giật tên xấu xa đó chỉ là hạng nhất địa bản mà thôi. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ leo lên hạng nhất thiên bản của thiên kiêu bản, khiến hắn phải cúi đầu thần phục, sau khi tiêu huyền chân rời đi, ba người lâm tuyết như liền nhìn nhau cười. Giật ca ca thật lợi hại, hạng nhất địa bản cũng rất lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy. Mà vào lúc này, trần giật rất lợi hại ở trọng miệng lâm tuyết như, vừa cùng với chim hồng tụ cùng với những người khác rời khỏi địa phận giang Nam Phủ. Trong lúc dừng chân tại một dịch trạm, vài người dừng lại nghỉ ngơi. Tôn Chính Thu không biết từ đâu xuất hiện, trên tay đột nhiên có hai cuốn thiên kiêu bản, hấn hở chạy tới. Sư đệ, ngươi đã lên thiên kiêu bản rồi, tiếng kinh hô này khiến cho mọi người bên trong dịch trạm đều nhìn về phía hắn. Không còn cách nào khác, vài người không kịp xem xét, chỉ bổ sung thức ăn cùng với nước uống đơn giản, sau đó vội vàng lên đường. Kim Hồng Tụ dựa vào thân phận cùng với thực lực cao nhất, Dành được vị trí đầu tiên để xem. Tất nhiên, nàng xem thiên bản trước. Thiên bản hạng 10, bá kiếm, chim hồng tụ, thấy thứ hạng của mình được nâng lên, chim hồng tụ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, bề ngoài không biểu hiện, nhưng trong lòng đã vui mừng đến khắp khởi lật sang địa bản. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền ném cuốn sách bạc đó cho Trần Dật. Không có gì đáng xem, chi bằng sớm trở về kiếm phong sơn, Trần Dật nghi hoặc nhận lấy, lật trang đầu tiên, mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên. Ha ha ha, hạng nhất địa bản của thiên kiêu bản, chính là Trần giật Hắn. Chim hồng tụ thấy biểu cảm của hắn, không nhịn được nói Trần Sư Đệ, trên kiếm đạo Đại Thành còn có cảnh giới cao hơn. Đợi sau khi trở về núi, sư tỷ nhất định thay sư phụ dạy dỗ ngươi thật tốt dùng hai ngày thời gian, Trần giật cùng với chim hồng tụ bọn hắn mới kịp trở về Thái Hư Đạo Tông, đến chân núi Vọng Đô Phong. Trên đường đi, không biết bọn hắn trong lòng nghĩ gì, nhưng trong lòng trần dật lại là chỉ muốn về tuy rằng lần này đi đến giang nam phủ hắn thu hoạch không thể nói là không lớn bất quá giang hồ dưới núi đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là không quá hữu hảo đặc biệt là sau khi leo lên lên vị trí thứ nhất thiên kiêu bản địa bản trong thời gian ngắn ngủi hai ngày số người tới kiêu chiến hắn trên đường đã không đếm xuể hầu như mỗi khi đến một dịch trạm hoặc là xung quanh huyện thành liền có một số nhân vật tự xưng thực lực cường đại xuất hiện ngoài miệng nói nghĩa bạc vân thiên, ngưỡng mộ Trần Thiếu Hiệp đã lâu, đặc biệt đến khiêu chiến. Nhưng thời điểm bọn hắn rút ra vũ khí, ngay cả một kiếm của Trần Dật cũng không tiếp nổi, cảnh tượng đó khỏi phải nói là bao nhiêu vô vị. Ít nhất Trần Dật cảm thấy vô cùng vô vị. Cái gì Sơn Trang thiếu gia, tiểu môn tiểu phái đệ tử đều dám hướng hắn rút kiếm. Tu vi không cao hơn hắn bao nhiêu, kiếm đạo càng kém hắn rất xa, nhưng khẩu khí của bọn hắn lại lớn hơn hắn, vị địa bản đệ nhất này mở miệng ngậm miệng nói một chuỗi dài mở đầu, thực sự khiến cho Trần Dật mở rộng tầm mắt. Càng làm cho hắn cảm thấy quất ức chính là, chim hồng tụ cùng hắn đồng hành không chỉ không gặp người khiêu chiến, ngược lại những người gặp nàng đều là cung kính. Chim nữ hiệp, bỉ nhân đã sớm ngưỡng mộ đại danh. Bá kiếm hồng tụ trước mặt, tại hạ tự nhiên phải nhường ba phần. Chim nữ hiệp thứ lỗi, tiểu sinh chỉ vì khiêu chiến, tiểu kiếm tiên, mà đến. Hừ, thật là, những người kia rõ ràng là coi hắn như quả hồng mềm, không có việc gì liền muốn đến giẫm một chân. Trần Dật nhìn thấy bọn hắn bộ mặt đó, khỏi phải nói là bao nhiêu phiền lòng. Đến cuối cùng, hắn liền học thông minh rồi. Không đi quan đạo, chuyên chọn tiểu lộ mà đi, tránh được đại đa số, giang hồ hiệp khách, muốn đến khiêu chiến hắn. Thỉnh thoảng gặp vài người không thể tránh được, Trần Dật cũng không nói nhiều, một kiếm giải quyết sau đó tiếp tục lên đường. Cấp cáp mãi, cuối cùng cũng chỉ mất hai ngày để trở về Thái Hư Đạo Tông. Kim Hồng Tụ cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mấy người sắp xếp tôn sư đệ cùng với miêu sư đệ, nhờ hai vị an bài tốt mấy con ngựa này. Trần sư đệ, ngươi đi đang phong sơn, bồi thường cho cây bảo dược bị phá hủy trước đó. Tiền trình sư muội dẫn sư đệ ta đi. Thấy bọn hắn đều gật đầu, chim hồng tụ chia bảo ngân cho bọn hắn, lại dặn dò thêm trần giật một câu, sau đó liền đi đến tróc yêu đường giao nộp nhiệm vụ chẳng mấy chốc bọn hắn đã tách ra trần dật theo trình vân phỉ trước tiên đi đến đan phong sơn trên đường trình vân phỉ cười hỏi trần sư đệ đây là lần đầu tiên ngươi đi đến đan phong sơn của chúng ta đúng không không giấu sư tỷ trước đây thật sự chưa từng đến trần dật đi trên con đường núi khá quen thuộc tâm trạng vui vẻ hơn nhiều không chỉ bởi vì không còn đám người giang hồ phiền phức kia mà còn bởi vì ở trên núi lâu như vậy hắn cũng dần có cảm giác thuộc về nơi này hơn nữa bên trong thái hư đạo tông ngoài mấy người trên kiếm phong sơn còn có lâm tuyết như cùng với những người khác từ kinh đô phủ đến đây cùng hắn có thể làm cho tâm trạng hắn thoải mái đồng thời cũng có vài phần an nhàn vậy sư để lát nữa phải đi dạo nhiều một chút trình vân phỉ nghĩ đến những lời đồn trước đây về đan phong sơn ý tứ sâu xa nói đan tu nhất mạch của ta rất nhiệt tình không chỉ hoa tiên tử cùng với hoa hữu dung nhiệt tình các đệ tử khác đặc biệt là nữ đệ tử đều rất yêu thích những sư huynh đệ có thực lực xuất chúng từ các phong khác. Đây cũng được coi là truyền thống lâu đời của đan tu nhất mạch. Bởi vì đan phong sơn do thiên tư mà phần lớn là nữ đệ tử, thời điểm tụ tập lại chủ đề liền không thể tránh khỏi việc nói về những thiên tài yêu nghiệt bên trong tông môn. Hôm nay chủ đề là mấy vị sư huynh bên trên thái hư phong, ngày mai là những khúc gỗ bên trên lân tân phong. Ngày kia, tự nhiên đến lượt kiếm phong sơn. Còn kỳ môn nhất mạch, bởi vì quá thần bí, thần bí đến mức nữ đệ tử trên đan phong sơn cũng rất ít khi nhắc đến. Về phần số ít nam đệ tử cũng vì là số ít, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn ở trong phòng mình, học tập dược lý, luyện đan cùng với các truyền thừa khác. Trần Dật cười hỏi, vậy các sư tỷ trên núi thường nói chuyện hiểu biết về đan phong sơn, phần lớn đều là từ trong miệng hoa hữu hương nghe được. Vị sư muội kia bởi vì quan hệ với hoa tiên tử cùng với hoa hữu dung, thường xuyên chạy đến đan phong sơn mỗi lần trở về cũng sẽ nói một số chuyện về đan phong sơn. Bất quá phần lớn thời gian nàng nói đều là về những đan dược, dược liệu, trong mắt tràn đầy khát khao. Còn về hoa tiên tử cùng với hoa hữu dung vài lần đến kiếm phong sơn, giao lưu với hắn không nhiều, chủ đề cơ bản cũng chưa từng mở ra. Đương nhiên là, khụ trình vân phỉ mặt hơi đỏ, những chủ đề liên quan đến riêng tư không tiện nói, đành đáp, đương nhiên là nói về dược lý nhiều hơn. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng mới chú ý đến các sư huynh ở các phong khác. Mà như sư đệ thiên tư yêu nghiệt như vậy, nghĩ rằng mấy ngày nay các nàng chắc đã bàn tán rồi. Thật sao, Trần Dật cảm thấy nàng không nói thật. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thiên nguyên đại lục không phải là nơi như ở kiếp trước, nghĩ rằng những chủ đề mà các sư tỷ nói sẽ uyển chuyển hơn nhiều. Sư đệ đến rồi sẽ biết. Lúc này trên đan phong sơn, quả thật giống như Trình Vân Phỉ dự đoán. Bởi vì liên quan đến địa bản, hình ảnh của Trần Dật, vị sư đệ đồng môn này đã khắc sâu vào tâm trí của các nàng. Từ hai ngày trước, nữ đệ tử trên Đan Phong Sơn đã tự động chia thành hai phe phái. Một phe là những người hâm mộ Trần Dật. Các nàng giỏi dùng chiến tích để nói chuyện, tôn Trần Dật lên vị trí để nhất đồng bối bên trong Thái Hư Đạo Tông. Không chỉ dùng chiến tích trên thiên kiêu bản để nói, còn tìm ra chuyện Trần Dật khi mới tiến nhập tông khảo hạch, nói rằng lúc đó thực lực của hắn đã vượt qua tiêu huyền chân cái gì thái hư bát pháp trước kiếm đạo của hắn đều phải cúi đầu phe còn lại là những sư huynh đệ khác được nữ đệ tử đan phong sơn đặc biệt coi trọng ví dụ như thiếu niên nam mang tộc cùng bái nhập thái hư đạo tông với trần dật ví dụ như hoàng tử ngụy nhạc thiên bên trên thái hư phong còn có đệ tử chân truyền thái hư đạo nhập tông trước trần dật vài năm bạch chính đạo nhị đệ tử kiếm phong sơn lữ thành vân vân bọn hắn đều là những thiên kiêu mà nữ đệ tử đang phong sơn trước đây rất thích bàn luận. Ngược lại, những người xếp hạng cao như chim hồng tụ, tiêu huyền chân lại bị các nàng vô thức loại ra ngoài. Vào lúc đầu huyết lân yêu kia sắp tàn sát chiến trường, trần sư đệ đột nhiên xuất hiện, kiếm ý tung hoành, một kiếm chém nó cùng với văn nhân hồng. Một nữ đệ tử ngoại môn đã ở Đan phong sơn hơn 30 năm, cầm một cuốn thiên kiêu bản, nghiêm túc kể lại chuyện giang nam phủ bị tà ma xâm lấn. Tuy rằng dáng vẻ của nàng thoạt nhìn giống như tiên sinh kể chuyện bên trong tử quán dưới núi, nhưng những người xung quanh đều nghe rất say mê. Sư tỷ, sau đó thì sao? Sau đó à, Trần Sư Đệ còn ra tay đuổi đi vài tên tà ma ngoại đạo như, Yêu nữ, Văn Nhân Anh, Ác cốt, Chúc Cương đều không dám đối đầu với hắn. Đặc biệt là Văn Nhân Anh, phụ thân bị giết, nàng cũng chỉ có thể từ xa kêu gào với Trần Sư Đệ, nói cái gì mà nhất định sẽ báo thù, chỉ khiến cho người ta buồn cười nghe đến đây nhiều đệ tử đan phong sơn đều cười rộ lên rõ ràng rất đồng tình với lời kể của vị sư tỷ này mà đúng lúc đi ngang qua hoa tiên tử cùng với hoa hữu dung liền dừng lại trên mặt lộ ra một chút kỳ quái không phải các nàng không tin vào thực lực của trần dật mà là các nàng quen biết trần dật sớm hơn đồng môn bên trên đan phong sơn còn từng đến kiếm phong sơn tiếp xúc vài lần do đó các nàng rất khó liên kết trần dật trên núi với tiểu kiếm tiên dưới núi đại tỷ các nàng nói là ân nhân sao Hoa Hữu Dung mặt nhỏ đen thui, đi đường luôn bám sát Hoa Tiên Tử không dám ngẩng đầu. Không còn cách nào khác. Vừa rồi thời điểm luyện đan, nàng không cẩn thận đặt sai dược liệu, lò đang nổ tung. Hoa Tiên Tử nghĩ đến Trần Dật trên kiếm phong sơn, trong lòng có chút kỳ quái gật đầu, chắc là vậy. Nàng có ấn tượng sâu sắc với Trần Dật, vừa cảm kích, vừa có thiện cảm. Không chỉ bởi vì mấy cái bánh bao cứu mạng nàng lúc trước, mà còn có lần khảo hạch nhập tông lúc đó. Đặc biệt là vòng thứ hai đối mặt với yêu ma, nếu không phải Trần Dật là người đầu tiên đứng ra đâm một kiếm, có lẽ ba tỷ muội nàng sẽ sợ hãi không dám tiến lên. Chính lúc đó, dáng vẻ Trần Dật không lùi bước đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong đầu nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn thường xuyên cảm thấy may mắn vì nhị muội tối hôm đó gặp được Trần Dật. Tất nhiên, cũng may mắn vì ba tỷ muội nàng gặp được Trần Dật. Vậy Trần sư huynh thật là lợi hại. Hoa Hữu Dung không nghĩ nhiều, giọng nhỏ nhẹ nói, chẳng trách nhị tỷ mỗi lần lên núi đều tán dương hắn. Hoa tiên tử cười, yêu thương vỗ đầu nàng. Nhị tỷ ngươi nói không sai, nhưng cũng chỉ đúng điểm này. Giống như lần này, nếu không phải bởi vì nàng nghịch ngợm, làm hỏng cây bảo dược trên núi, Trần Sư Huynh cũng không phải đi thực hiện nhiệm vụ của tróc yêu đường. Hoa hữu dung gật đầu, như hiểu như không, sau đó liền hỏi, vậy đại tỷ, chúng ta như vậy có tính là lại nợ Sư Huynh một ân tình không? cái này hoa tiên tử ngừng lại sau đó kiên quyết nói ngươi nói không sai nếu sư huynh bởi vì hữu hương mà xuống núi thì đó chính là ân tình đối với chúng ta nhưng đại tỷ chúng ta không còn dược liệu dư ngươi không cần lo lắng những việc này để ta nghĩ cách đối với lo lắng của hoa hữu dung hoa tiên tử cũng có chút đau đầu thực tế mấy lần trước nàng đều lấy dược liệu phân phát từ đan phong sơn để luyện đan cho trần dật ban đầu đan dược phẩm cấp thấp còn dễ với tỷ lệ thành công của nàng luôn dư ra không ít đan dược. Bất quá, theo tu vi của Trần Dật tăng lên, đan dược cần luyện chế cũng nâng cao phẩm cấp, tỷ lệ thành công giảm đi rất nhiều. Những ngày gần đây, đan dược nàng luyện chế chỉ đủ để giao nộp cho tông môn. Thêm vào đó, tỷ lệ thành công của hoa hữu dung còn thấp hơn. Do đó, hai người muốn dành ra một ít cho Trần Dật đã là không thể. Hay là để đại tỷ luyện chế hết số dược liệu đó đi? Hoa hữu dung nghĩ một lúc, mặt nhỏ đen thui đầy thất vọng nói, tỷ lệ thành công của ta quá thấp. Yên tâm, sẽ có cách thôi. Hoa tiên tự an ủi vài câu, nghĩ đến việc sau này sẽ tìm sư phụ tôn đạo phụ sinh thêm dược liệu. Không còn cách nào khác. Sư phụ đối với nàng có ân dạy dỗ, nhưng trần dật đối với ba tỷ muội nàng có ân cứu mạng. So sánh hai bên, nàng chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi với sư phụ. Các vị sư tỷ muội, mau nhìn xem, ai đến đang phong sơn của chúng ta, lúc này, hoa tiên tử nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc. Nếu không nhớ nhầm, đó chính là Trình Vân Phỉ, người mà nàng đã gặp vài lần. Trình Sư tỷ đã trở về, vậy Trần Dật hoa tiên tử quay đầu nhìn lại, liền không thấy bóng dáng Trình Vân Phỉ đâu, nhưng lại thấy Trần Dật cầm xuân vũ kiếm, trên mặt mang theo nụ cười bước tới. Á, à, đại tỷ là Trần Sư Huynh. Hoa Hữu Dung cũng nhìn thấy Trần Dật, nói một câu rồi vội vàng cúi đầu xuống, tránh để người khác thấy khuôn mặt đen thui của nàng. Nhưng lúc này mới nghĩ đến việc trốn thì đã muộn. Thời điểm Trần Dật đến Đan Phong Sơn, cũng ngay lập tức nhìn thấy hai tỷ muội nàng, liền bỏ qua Trình Vân Phỉ mà đi về phía bọn họ. Không cần nói, hắn đã có chút sợ hãi. Không phải sợ điều gì khác, mà chính là sự, nhiệt tình, của Đan Phong Sơn mà Trình Vân Phi đã nói trước đó. Chỉ một cái nhìn, trần dật đã thấy ánh mắt của những sư tỷ vây quanh khi nhìn thấy hắn nói thế nào nhỉ thời điểm các nàng nhìn hắn đầu tiên là ngạc nhiên vui mừng sau đó giả vờ giữ kẻ rồi giả vờ không quen biết mà chào hỏi trình vân phỉ cuối cùng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ trình vân phỉ ánh mắt của các sư tỷ đó liền không còn chút che giấu nào nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang nhìn một nhân vật trong truyền thuyết thật sự khiến trần dật không chịu nổi cũng may còn có hai người quen là Hoa Tiên Tử cùng với Hoa Hữu Dung, nếu không hắn đã muốn quay về kiếm phong sơn ngay lập tức. Mặt của Hữu Dung sư muội làm sao vậy? Đi đến gần, Trần Dật liền nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Hoa Hữu Dung đang cúi đầu, lập tức hỏi. Chỉ thấy Hoa Hữu Dung ôm đầu ngồi xổm xuống. "Sư phụ, muốn gặp ta, muốn ha ha, nghe Hoa Tiên Tử cười kể lại, tai nạn xảy ra bên trong phòng luyện đan trước đó, Trần Dật không khỏi phì cười. Vừa cười Hắn vừa an ủi Hoa Hữu Dung. "Hữu Dung sư muội, lần sau trước khi luyện đan, ngươi có thể thử phân loại cùng với định lượng dược liệu cần dùng, sắp xếp theo thứ tự trước. Như vậy thời điểm luyện đan, ngươi chỉ cần kiểm soát hỏa lực, sau đó lần lượt bỏ dược liệu vào lò đan là được. Hoặc là, ngươi cùng với tiên tử sư muội phối hợp, phân công rõ ràng, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ tăng lên." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hoa Hữu Dung đang ôm mặt ngồi xổm dưới đất, đôi mắt to nhìn trần giật qua kẻ ngón tay chớp chớp mắt nàng vội vàng lấy ra cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình ghi lại những lời đó hữu dung đa tạ sư huynh chỉ điểm trần giật nhìn khuôn mặt đen thui nhưng rất nghiêm túc của nàng tiếng cười không khỏi thu lại không tính là chỉ điểm coi như là một chút đền đáp cho việc các ngươi tặng ta đang dược cách làm đơn giản như vậy thật sự không tính là gì so với đang dược mà hoa tiên tử trước đây đã cho hắn để tu luyện có thể nói là không đáng nhắc đến. Bất quá, cách làm đơn giản này, trong mắt hoa hữu dung cùng với hoa tiên tử lại tựa như được khai sáng. Dù sao, phần lớn đang tu đều tự làm việc của mình, rất ít khi nghĩ đến việc hai người phối hợp. Chu dù có một số đang dược cần lượng chân nguyên quá lớn, cần dược đồng hoặc đệ tử ngoại môn phối hợp, thì cũng là do đang tu tự chủ đạo. Như cách Trần dật nói, trong suy nghĩ của Hoa Tiên Tử, sau này hoàn toàn có thể để nàng khống chế hai lò đan còn Hoa Hữu Dung chỉ cần nghe theo chỉ huy của nàng là được. Nghĩ đến đây, Hoa Tiên Tử hai mắt cong lại, mỉm cười ôm quyền hành lễ, đa tạ Trần Sư Huynh chỉ điểm. Trần Dật vừa định khuyên nàng đừng khách sáo như vậy, liền nghe thấy tiếng các vị sư tỷ từ phía sau đang tiến lại gần, vội vàng ra hiệu. Đừng cảm tạ nữa, nếu các ngươi không có việc gì, liền mau dẫn ta đi tìm tôn sư bá. Đi đi đi, lần này, Trần Dật cuối cùng cũng thấy được sự nhiệt tình của các sư tỷ trên đan phong sơn ở một mức độ nào đó các nàng cùng với những hiệp khách giang hồ đến khiêu chiến dưới núi trước đây là cùng một cấp độ chỉ có điều hiệp khách giang hồ dưới núi thời điểm nhìn thấy hắn trong mắt lóe lên tiền tài cùng danh lợi còn các sư tỷ trên đan phong sơn thời điểm nhìn thấy hắn đôi mắt sáng rực như thể có thể phát sáng rất sáng không biết các sư huynh khác nghĩ thế nào nhưng trần dật thì rất sợ ánh mắt đó luôn cảm thấy chỉ cần không cẩn thận hắn sẽ bị các sư tỷ trên đan phong sơn vây quanh sau đó, so với cái này, các sư huynh trên đang phong sơn bình thường hơn nhiều. Ít nhất hai dược đồng trước cửa tôn đạo phụ sư bá, vào lúc nhìn thấy hắn đến thì mặt lạnh như tiền, như thể hắn nợ bọn hắn rất nhiều tiền vậy. Ừm, nói nợ tiền, cũng đúng. Lần này quả thật là đệ tử kiếm phong sơn nợ đang phong sơn không ít tiền. Thời điểm nhìn thấy tôn đạo phụ, trần dật không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một vạn lượng kim tiền từ túi trữ vật, đặt lên bàn, hành lễ nói, sư bá đây là tiền bồi thường cho hai vị sư muội của ta vô ý làm hỏng bảo dược, xin ngài nhận cho. Tôn đạo phụ không nhìn vào số tiền trên bàn, mà liếc nhìn túi trữ vật trong tay hắn, khóe miệng không tự chủ co giật hai cái. Cổ sư huynh, cổ tạp mau, người thắng được túi trữ vật, lại không đưa cho đệ tử của mình, mà lại tặng cho đệ tử của khinh chu sư đệ. Thế nào, đây là muốn kết giao trước với thiên kiêu đứng đầu địa bản, hừ, cái này bần đạo cũng biết, sư đệ thu lại tiền lại đi cây bảo dược đó tuy có giá trị, nhưng so với tình nghĩa giữa đan phong sơn cùng với kiếm phong sơn, thì không đáng kể. Trần giật hơi ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng với khó hiểu. Hắn kiềm chế sự kỳ quái trong lòng, cẩn thận hỏi, sư bá, ngài nói thật sao, tất nhiên. Nói sau đó, tôn đạo phụ vung tay để kim tiền về phía hắn, vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên. Ta cùng với sư phụ ngươi tình như thủ túc, hai đệ tử của ta cũng có giao tình mật thiết với ngươi, kiếm tu của ngươi cùng với đan tu của ta lại gần nhau. Chuyện nhỏ như làm hỏng cây bảo dược, đan phong sơn chúng ta chịu trách nhiệm là được, không cần sư điệt phải lo lắng. Trần giật âm thầm đảo mắt. Hắn thật muốn nói với tôn sư bá, lần sau nếu nói như vậy, có thể nói sớm hơn một chút không? Đa tạ sư bá. Trần giật lại cất kim tiền vào túi trữ vật, thêm một vạn lượng kim tiền cũng tốt, có thể giúp cuộc sống của kiếm phong sơn dễ dàng hơn một chút nghĩ đến Ninh Tuyết Sư Tỷ sau khi biết chuyện này, chắc hẳn sẽ rất vui. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.